Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với channel của mình là Lộc Sutoki đây. Hôm nay Lộc sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ qua bên ngôi làng bên kia và chế tạo một vài anh golem nha các bạn ơi. Mà đầu tiên ấy thì mình cần lấy một ít bí ngô cái đã. Hiện tại chỗ bí ngô của mình nó đã lớn lên hết rồi các bạn ơi. Bây giờ chúng ta cùng nhau thu hoạch nha. Dưa hấu cũng lớn luôn này, nhưng mà tạm thời mình chỉ thu hoạch cái bí ngô thôi các bạn, để mình chế tạo mấy anh golem ấy. Và bây giờ mình sẽ cắt mặt mấy cái trái bí ngô ra nha. Mình tạo tầm 8 anh golem cũng được các bạn, tại vì bây giờ mình có khá là nhiều sắt rồi. Đó, rồi cắt mặt ra. Đấy, rồi sau đó mình sẽ đem mấy cái hạt bí ngô này mình làm cái bột xương các bạn ơi, tại vì mình có cái thùng ủ phân ấy. Đó. Ok, giờ mình sẽ bỏ cái hạt bí ngô này vào nha. Đấy, hôm bữa mình có làm một lần rồi này. Rồi, giờ để xem mấy hạt bí ngô sẽ được một cái bột xương nha các bạn. 1 2 3 4 5 21 22 23 24. 24 cái hạt bí ngô để được một cái bộn xương nha các bạn. Wow, khá là chua đấy. Ok, bây giờ mình sẽ lấy sắt nha. Trong thời gian với hai tập mình cũng đã nấu sắt lên rồi các bạn ơi. Đó, mình được rất là nhiều luôn này. Trong room mình vẫn còn, nhưng mà mình sẽ dùng số sắt này vào công việc khác nha các bạn. Rồi, mình sẽ lấy bên đây và ở đây. Và một ít thức ăn nữa. Rồi, mình có đủ thức ăn rồi này. Đó, rồi, bây giờ mình sẽ chế tạo thêm một ít cái vật liệu nữa các bạn ơi. Hiện tại thì mình có thể chế tạo cái máy cắt đá này. Đây, máy cắt đá nè bạn, để mình ráp mấy cái khối bằng đá nó dễ dàng hơn ấy. Rồi bây giờ mình sẽ cắt mấy cái hạt giống này vô trước đã. Ok, cảm ơn. Hiện tại thì mấy anh cướp dân làng này lâu lâu vẫn tới tìm ngôi làng của mình ấy, cho nên bây giờ mình sẽ chế tạo tầm 8 anh golem đi để bảo vệ ngôi làng của mình nha, để nhiều khi mình không có ở đây ấy, thì mấy anh còn bảo vệ ngôi làng của mình nữa. Ok, bây giờ mình sẽ tạo 8 anh dân làng ở xung quanh chỗ này nha. Ok, bây giờ mình sẽ chế tạo mấy cái block sắt trước các bạn ơi. Bây giờ mình cần cái bàn chế tạo. Bàn chế tạo mình để đâu ta? Đây. Mình sẽ nén lại thành mấy block sắt nha. Rồi. Tiếp theo thì mình sẽ đặt thành hình chữ T á các bạn. Đặt như vậy này. Đấy, tầm 4 cục là được rồi các bạn ơi. Sẽ tạo ở đây hai anh này. Đấy, mỗi khu mình sẽ chia ra từng anh bảo vệ nha các bạn. Ở đây hai anh đi để bảo vệ đầu làng các bạn ơi. Rồi ở giữa làng sẽ tầm 3 anh nữa. Đấy, ở giữa làng thì tập trung nhiều hơn ấy, cho nên mình sẽ tạo nhiều anh golem hơn ấy các bạn. Ở bên đây. Đó, cũng như là ở bên đây. Rồi ok, vậy là được 3 anh rồi. Mình không đủ sắt trong người. Wow, mình chỉ tạo được có 5 anh thôi. Sau này mình có thêm sắt hay mình sẽ tạo thêm nha các bạn. Tạm thời thì 5 anh thôi nha. Ở đây. Đó. Mình đã được cái thành tựu đã thuê người giúp đỡ này. Wow. Ui, đặt nhầm. Đặt ở trên mới được nha bạn. Đặt như vậy này. Bây giờ có hiệu ứng đẹp ghê luôn các bạn ơi. Đấy, ở giữa là 3 anh nha, còn bên đây mình sẽ tạo 2 anh nữa là xong rồi. Đấy, ở đây thì bảo vệ nhà ông thủ thư cũng như là nhà ông thợ rèn các bạn. Rồi. Về, ngoài ra thì mình cũng sẽ trang trí cái quán cà phê của mình nữa. Hôm qua mình xây nhưng mà chưa kịp trang trí ở phía tầng trên đấy các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ đặt ở đây một cái chậu bông nha. Rồi, đặt lên. Đấy. Cái bàn mình làm bằng cái dàn giáo các bạn, nhìn khá là đẹp luôn. Rồi, đặt vô đây. Đặt mấy cái cây, mầm cây vô các bạn. Đặt ở đây là bông này, ở đây là một cái cây thông và một cây nấm ở đây, cũng như là một cái bông hoa màu vàng đi. Đó, vậy là được rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ làm một cái pho tượng nha bạn, pho tượng hiệp sĩ đi. Để kiểu như có thành tựu mà hổm rài ấy, mình qua đây mình giúp đỡ làng khá là nhiều này, cho nên mình sẽ tự xây một pho tượng luôn nha bạn. Nhưng mà trước tiên mình sẽ đi ngủ cái đã, trời tối rồi các bạn ơi. Mình vừa đi đào ít cái quặng than thêm các bạn ơi, để trang trí cái pho tượng ấy. Và mình cũng đã dời cái giếng ra chỗ khác các bạn ơi. Sau này mình sẽ xây một cái giếng khác ở đâu đó xung quanh làng nha, tại vì mình muốn làm cái pho tượng này ở giữa cái làng các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu trang trí phần ở phía dưới của pho tượng nha. Phần phía dưới thì mình sẽ đặt mấy cái khoáng sản các bạn, để cái pho tượng này kiểu như đứng ở trên mấy cái khoáng sản ấy, nhìn nó sẽ hợp lý hơn các bạn ơi. Rồi, giờ mình sẽ dọn cái này ra xíu đi để mình đặt mấy cái khoáng sản vào ấy. Mình có quặng than này, quặng kim cương, quặng vàng, quặng sắt và quặng luli các bạn ơi. Quặng redstone thì mình không có đào ấy. Ok, giờ mình sẽ đặt xung quanh chỗ này nha. Đấy, tại thường thường cái giếng là ở trung tâm ngôi làng ấy các bạn, cho nên mình sẽ dùng cái giếng để làm nơi đặt cái giếng này để làm chỗ pho tượng nha các bạn. Rồi, ngoài ra mình sẽ đặt ngay tại đây luôn này. Đó, đặt vô đây, mình lấy mấy cái khoáng sản xuống cái đã. Kim cương thì mình hơi ít các bạn ơi. Chắc có lẽ một xíu ấy mình sẽ xây pho tượng kiểu như đang đứng lên trên đang đứng trên cái quặng kim cương ấy. Đó, nhìn rất là ngầu luôn. Rồi, ok, giờ mình sẽ đặt vô đây. Đó. Tạm thời nước ở dưới chắc mình chưa kịp múc ra đâu các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ đặt thêm đi.
Đặt ở đây, quặng than thì mình có khá là nhiều này, than với sắt có khá là nhiều cho nên mình sẽ đặt nhiều hơn vàng với kim cương nha các bạn. Rồi giờ xen kẽ vào đây là một ít cái quặng sắt này. Đấy, ở đây cũng như là ở bên đây. Wow. Yeah. Ở bên ra đây cũng một ít đi các bạn ơi. Ở đây một ít cái quặng than nè. Đó, gì là ổn rồi đấy. Rồi giờ chỉ cần bên đây nữa thôi. Ngoài ra mình cũng xen một ít cái cục đá cuội nha bạn, để nhìn cho nó kiểu như tự nhiên ấy. Đó, đá rêu này. Ở đây một cục đá cuội nữa nè. Đó, ở bên đây. Bên đây và ở bên đây. Đấy, gì là được rồi. Đó, ở đây thì cũng một ít cái quặng vàng đi. Ừ, quặng lưu ly nữa chứ. Nãy giờ mình quên đặt cái quặng lưu ly xuống các bạn ơi. Ở đây một ít quặng lưu ly nè. Ở đây cũng như là ở bên đây. Đấy, gì lộn rồi đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ốp chính giữa lại đi. Ở chính giữa thì mình sẽ bắt đầu làm cái pho tượng nha bạn. Pho tượng thì mình cần cái máy cắt đá này để chế tạo thêm một ít cái block cần thiết các bạn ơi. Mình cần đá cuội đi, đá nhẵn ấy các bạn. Rồi cái đá gì ta, đá andesite các bạn ơi. Đá andesite, rồi cái đá, cái gạch đá mà mình được điêu khắc ấy các bạn. Này rồi, như đây là chắc đủ rồi đấy. Giờ mình sẽ làm cái đá được điêu khắc nha. Cái đá đó hình như là dùng slab để chế tạo hay sao các bạn ơi. Nhưng mà trong đây nó có công thức luôn này. Giờ mình chỉ cần bỏ cái này vào. Đây cái đá này nè các bạn. Đấy, đá gạch được đúc. Mình cần tầm 8 cục đi. Đó, mình lấy hết 8 cục luôn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đặt cái pho tượng nha. Hướng chắc mình sẽ hướng cái mặt của pho tượng về bên đây nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đặt một cái quặng kim cương trước, để giống như pho tượng đứng trên quặng kim cương ấy các bạn ơi. Giờ quặng kim cương sẽ đặt ở đây. Đấy. Rồi đây là cái chân này. Đấy, cái chân như vậy nha bạn. Rồi tiếp theo mình sẽ đặt đá cuội lên nha. À không, đá nhẵn lên chứ. Đá nhẵn nha bạn. Đấy. Để mình xem nào. Như vậy. Đó, đây là phần chân của pho tượng nha bạn. Bây giờ mình sẽ làm phần người của pho tượng nha. Phần người thì mình sẽ dùng cái gì ta? Cái này là cái gạch đá các ông ơi, để làm phần người ấy. Rồi cái này lên tầm 3 ô đi. Đó, phần người sẽ như vậy nha. Tiếp theo là phần tay thì mình sẽ phân biệt các bạn, nên mình đặt cái đá được đúc này đặt như vậy. Đó, tiếp theo là cái tay mình nghĩ sẽ cầm kiếm sẽ đẹp hơn ấy các bạn ơi. Ở đây thì cho một ít quặng kim cương nữa đi. Đặt đây là một quặng kim cương nữa. Đó, kiểu như có kim cương tự nhiên ấy các bạn. Ở đây một quặng luôn. Ấy, mình còn có đúng 3 quặng thôi. Mình trên lớn mình trang trí cái chỗ pho tượng luôn ấy các bạn. Rồi giờ mình sẽ làm phần tay nhá. Phần tay chắc mình sẽ dùng cái gì ta, cái đá luôn các bạn ơi. Cái tay chắc đưa ra đi các bạn, đưa xuống thì nhìn không đẹp ấy. Ok, chắc tay, phần tay mình sẽ cho đưa ra luôn nhá. Phần tay sẽ đưa ra ngoài như vậy. Đó, sau đó mình sẽ làm một cây kiểu như cây kiếm ấy các bạn ơi. Cây kiếm thì cần cái tường đá này, tường đá mình có luôn, và một cái nút ấy. Nút thì mình sẽ làm cái nút gỗ các bạn, kiểu như cái tay đang cầm cây kiếm rồi chống xuống đất ấy. Đó, nhìn rất là ngầu luôn. Giờ mình sẽ lấy một ít gỗ để làm cái nút nha. Làm một cái nút thôi cũng được ấy các bạn. Rồi mình có một cái nút rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm phần cây kiếm nha. Bây giờ mình sẽ làm cái cán kiếm này. Cán kiếm mình sẽ đặt cái hàng rào xuống. Đấy. Rồi tiếp theo là một cái tường đá xuống các bạn ơi. 1, 2. Wow. Cái kiếm ba ô chắc có vẻ đẹp ấy các bạn. Bây giờ mình sẽ ở đây mình sẽ đặt thêm mấy cái khoáng sản đi. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ đặt than xuống này. Rồi vàng, rồi sắt các kiểu xuống. Đấy. Cũng như là đá cuội ấy các bạn. Đó, rồi ở đây mình sẽ đặt cái này vô. Rồi kim cương chắc mình sẽ đem lên trên luôn các bạn ơi. Đấy. Rồi kim cương sẽ chống cái kiếm này. Đặt vô đây. Đó. Cũng như là vàng các kiểu vô. Vàng rồi đá cuội này, rồi sắt nữa. Búp. Đấy. Kiếm chống lên là toàn là khoáng sản ấy các bạn. Đó. Rồi vậy là tạm ổn rồi này. Cái này mình sẽ cho nó đi xuống một ô nữa đi, để đặt cái quặng than xuống. Rồi tiếp theo mình sẽ làm phần tay bên đây nha. Tay bên đây mình sẽ cho nó đi xuống đi các bạn ơi. Đi xuống hay đưa ra các bạn. Kiểu như tay này thì cầm cái gì ta, cái lồng đèn ấy các bạn ơi. Lồng đèn thì mình cần có cái hạt sắt này. Rồi ok, giờ mình sẽ chế tạo một cái bàn chế tạo. Rồi ráp cái lồng đèn nhá. Lồng đèn đúng không. Lồng đèn thì cần một cây đuốc và hạt sắt ở xung quanh. Đấy, rồi cái tay này sẽ cầm cái lồng đèn ấy các bạn. Đấy, để thắp sáng rồi nữa. Đặt ở đây. Rồi, ổn rồi đấy. Giờ mình cùng ngắm pho tượng nào. Đó, nhìn cũng giống rồi đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ làm phần phần mặt nha. Mặt thì mình sẽ dùng cái đá andesite đánh bóng này để làm phần mắt nha. Còn bình thường phần da thì chắc mình sẽ dùng cái đá nhẵn này thôi.
Đấy, rồi đặt như vậy. Đó, kiểu như đang đeo cái mắt kính đấy các bạn. Rồi. Cũng được đấy các bạn ơi. Yeah. Rồi, vậy là xong rồi. Đó, khá là đơn giản luôn. Mà ở phía sau ấy, mình kiểu như giống hiệp sĩ các bạn thì thường thường sẽ có cái áo choàng ấy. Đó, bây giờ mình sẽ làm cái áo choàng luôn nha. Mà phần áo choàng thì mình nghĩ sẽ làm bằng cái gì ta? Cái đó là cái banner các bạn. Ok, chắc bây giờ mình sẽ về lấy một ít len màu đỏ nha, rồi mình làm cái banner nha các bạn. Ok, hẹn lại các bạn khi mình chế tạo xong cái banner nha. Ok, cảm ơn. Mình đã lấy xong lông cừu cũng như là lấy được 24 bông màu đỏ để đổi ra bột nhuộm nha. Rồi, bây giờ mình sẽ đổi thành 24 cục lông màu đỏ cũng như là chế tạo cái banner. Đây, banner đỏ đây. Rồi, mình đã được 4 cái rồi. Bây giờ mình sẽ gắn ở sau để làm cái áo choàng cho hiệp sĩ nha. Đặt vô đây. Đấy. Thấp quá. Đặt thêm một cái nữa. Rồi. Đấy, hiệp sĩ có áo choàng luôn các bạn ơi. Yeah. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái cán kiếm ở phía trên bằng một cái nút là xong rồi. Búp. Rồi, ok, mình đã xong cái tượng hiệp sĩ rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau ngắm cái tượng hiệp sĩ nha. Đấy, tượng hiệp sĩ sẽ như vậy các bạn ơi. Tại vì Minecraft ấy chỉ có toàn là khối vuông thôi các bạn à, cho nên xây mấy cái pho tượng cũng hơi khó ấy. Đấy, nếu các bạn muốn mình chỉnh sửa chỗ nào ấy thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Ok, mình thấy như vậy cũng tạm ổn rồi các bạn ơi. Ok, chắc bây giờ mình sẽ cắt đồ rồi chúng ta cùng làm công việc tiếp theo nha các bạn. Ok, cảm ơn. Bây giờ mình sẽ cùng các bạn làm một cái chỗ farm thịt gà nha. Đầu tiên thì các bạn cần chuẩn bị cho mình một cái rương để đựng cái thịt gà các bạn. Cái này thì nó cách tầm 5 ô đi các bạn ơi. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ở ngay ô thứ 5 thì mình sẽ đặt một cái rương này. Cũng như là mình sẽ đặt một cái hopper để chĩa vào cái rương ấy. Rồi, để mỗi khi mà thịt gà chín xong các bạn thì nó sẽ đưa vào cái rương này. Tiếp theo là một cái này là cái gì ta, một cái máy phân phát các bạn, đặt ở phía sau cái hopper này nhá. Rồi mình sẽ đặt như vậy hai cái nha bạn, hai cái chồng lên nhau luôn nha. Rồi ngoài ra thì mình cần một cái đường đá đỏ các bạn ơi. Đá đỏ thì cũng đơn giản thôi các bạn. Các bạn đặt lên cho mình như vậy nhá, cách cho một ô rồi đặt lên như vậy. Đấy, đá đỏ nó sẽ như vậy nha các bạn. Rồi tiếp theo các bạn đặt cho mình redstone cũng như là một cái gì ta, máy giỏ ánh sáng các bạn ơi. Máy giỏ ánh sáng thì các bạn đặt ở bên bên hông nhá. Máy giỏ ánh sáng thì sẽ đặt ở bên đây. Không, đặt ở bên đây chứ. Bên đây nha bạn. Và một cái đuốc để chĩa vào cái block này này, block ở phía dưới cái máy phân phát nha bạn. Và một cái redstone ở phía trên. Rồi, vậy là xong rồi. Bây giờ mình sẽ tắt nha để cho nó đỡ giật á các bạn ơi. Tiếp theo, ui sao nó vẫn hoạt động này. Mình sẽ đập cái này ra trước đi, tí mình sẽ gắn lại sau các bạn ơi. Tại vì lúc cái này nó hoạt động thì nó sẽ hơi giật ấy. Ok, bây giờ mình sẽ đặt một cái hopper phía sau để đưa trứng gà vào trong ấy các bạn ơi. Hopper ở phía sau cái máy phân phát ở phía dưới nha. Rồi, bây giờ mình sẽ đặt một ít kính xung quanh này để đưa mấy bé gà vào trong ấy các bạn. Kính mình sẽ đặt xung quanh đi, đặt như vậy nè các bạn. Sau khi đã đặt kính ở xung quanh ấy thì các bạn đặt cho mình một cái máy phân phát ở bên hông nha, để mình đưa trứng vào các bạn ơi, mình không cần phải thảy từng trứng vào ấy. Rồi, ở đây thì mình sẽ, khi nào mà các bạn sợ rớt ở phía dưới ấy, thì các bạn có thể đặt một cái hàng rào ở dưới này này, nhưng mà mình thì không cần đâu. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy ít trứng qua để cho nó thả vào bên trong nha các bạn. Trứng thì mình có rất là nhiều luôn, tại vì cái chỗ farm trứng gà của mình hoạt động khá là hiệu quả các bạn ơi. Tuy ở trong không được nhiều gà ấy, nhưng mà nó cũng cho mình một số trứng khá là nhiều này. Rồi bây giờ mình sẽ đem tầm như đây đi, để cho nó bắn trứng vào bên trong và thành mấy con gà con ấy các bạn. Rồi khi nào gà con lớn thì nó sẽ đẻ trứng rồi cái máy này sẽ hoạt động nha bạn. Rồi bây giờ mình sẽ nhét hết trứng vào. Các bạn chĩa sao cho hai cái mũi tên này ngược nhau là được nha bạn. Chỉ như vậy. Đó, như vậy là đã hoạt động rồi đó các bạn. Đấy, hiện tại trứng gà đang được bắn vào bên trong kìa. Các bạn có thể tắt bằng cách đặt một cái cần gạt nha. Ok, bây giờ mình sẽ đợi cho nó bắn hết luôn nha bạn. Bắn cũng khá là nhanh thôi, tại vì một lần đấy. Bây giờ mình sẽ ốp ở xung quanh này nha. Và việc trang trí chắc mình sẽ trang trí lại sau các bạn ơi. Ở đây thì mình nghĩ là nên ốp kính lại này để mình có thể nhìn thấy bên trong ấy. Ngoài ra thì ở cái hopper các bạn nên đặt một cái slab nha, để mấy bé gà không bị rớt ở phía dưới các bạn. Rồi giờ mình sẽ ốp lại ở hai bên luôn nha. Bây giờ mình không đủ nguyên liệu để ốp rồi. Khâu ốp này thì mình sẽ làm trong thời gian giữa hai tập nha các bạn. Ok, trứng đấy, trứng đã bắn xong rồi các bạn ơi. Giờ mình sẽ gỡ cái hệ thống này nha. Rồi không cần quá nhiều gà đâu các bạn ơi, gà nhiều thì nó sẽ gây lát máy ấy. Rồi như đây mình nghĩ cũng ổn đấy. Và các bạn nên chuẩn bị một số lava cho mình nha, để đặt ở phía trên đấy các bạn. Khi nào mà cái mấy con gà con nó lớn lên ấy thì nó sẽ tự chạm lava rồi mình sẽ có thịt chín nha các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ ốp kính lại ở bên
ở trên cái rương nha bạn, và ốp ở bên đây. Ồ, bên đây mình thiếu một cái gỗ này. Mình sẽ dùng cái khối khác đi các bạn. Khối khác thì mình sẽ dùng dùng gạch cũng được này, tại vì cái này là bằng lava để đốt thịt gà ấy, cho nên rất là nguy hiểm luôn các bạn ơi. Vì vậy cần phải ốp lại bằng gạch ấy, nếu không thì nó sẽ cháy ấy. Ok, giờ mình sẽ ốp lại bằng gạch nhá. Ốp lại gạch như vậy đấy. Ở đây thì mình sẽ ốp lên thêm một tầng đi các bạn ơi, để cho nó cao hẳn luôn ấy. Ở đây mình sẽ bỏ một cái xô lava vào nha. Đấy, bỏ vô đây. Rồi, vậy là cái hệ thống này đã hoạt động các bạn. Công việc tiếp theo mình chỉ cần đưa cái gì ta? Cái đá, à không, cái máy dò ánh sáng chứ. Ở đây là nó sẽ hoạt động nha. Mình sẽ đập cái này ra đi. Rồi, đặt cái này xuống. Rồi. Đấy, lâu lâu cái máy dò ánh sáng các bạn sẽ kích hoạt cái đường điện, rồi lava sẽ tự bắn ra và nấu chín thịt giùm mình nha. Đấy, như vậy thì mình đã hoàn thành cái chỗ nấu đồ. Ủa, nấu thịt gà tự động rồi các bạn. Đấy, rất là đơn giản luôn, các bạn có thể làm để có được một nguồn thức ăn ổn định giống như mình nha. Ok, bây giờ mình sẽ cắt đồ rồi làm công việc tiếp theo nha các bạn. Ok các bạn, nãy giờ đang cắt đồ thì có bọn cướp dân làng quay lại kiếm mình nè các bạn. Đấy, bọn chúng phá hết cái ruộng lúa của mình rồi, cho nên bây giờ mình sẽ đánh bọn chúng này và cuốc lại đất nha. Đấy, vô phá hết lúa của mình luôn. Ui dạ, đánh đầu thế. Ui trời trời. Mình đánh anh bay quá trời luôn các bạn. Ui có anh cầm đầu nữa kìa. Mình đánh anh này sẽ bị dính cái hiệu ứng điểm các bạn. Đấy, nhưng mà các bạn có chỉ mình là dùng sữa hay có thể em giải được cái hiệu ứng này. Ok, bây giờ mình sẽ lấy một xô sữa đi rồi mình cùng nhau uống nha, để xem coi có giải được cái hiệu ứng này không nha bạn. Ở đây còn một tên này mình sẽ xử nốt luôn nha bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cùng các bạn uống thử xô sữa này xem coi có giải được cái hiệu ứng điềm xấu này không nha bạn. Ok, uống thôi. Nhầm bụp. Vậy mình đã giải được cái hiệu ứng điềm xấu rồi các bạn ơi. Vậy là từ giờ thì mình có thể giải được hiệu ứng này bằng cách uống sữa nha bạn. Đấy, rất là hay luôn. Đấy, cứ sữa thì không khó tìm đâu các bạn ơi. Mình chỉ cần dùng cái xô ấy lại chỗ con bò và lấy thôi. Không bị giới hạn luôn ấy. Rất là tuyệt luôn. Ok, bây giờ mình sẽ lấy một ít cái cà rốt đi để mình trồng lại các bạn ơi. Và sẵn tiện hôm nay chắc mình sẽ đi đào mai thêm các bạn ơi, tại lâu quá rồi mình cũng không đi đào mai. Và xung quanh chúng mình thì có rất là nhiều hang luôn, cho nên bây giờ mình sẽ cùng các bạn đi đào mai thử xem nha. Chắc mình sẽ đem theo một xô nước ấy các bạn. Khi đi mai thì các bạn nên nhớ là đem theo một xô nước nha, tại vì thường ở dưới mấy tầng thấp thấp ấy các bạn sẽ có lava. Và khi có lava thì chúng ta sẽ dùng cái xô nước này và chảy ra rồi chúng ta đi trên cái obsidian thì nó sẽ rất là an toàn luôn nha các bạn. Ok, giờ mình sẽ tìm một cái hang. Đây, ở đây có một cái hang nè các bạn. Giờ mình sẽ cầm cái đuốc lên nha để thắp sáng ấy. Đây có sắt này. Hồi nãy thì mình có cũng lấy than ấy các bạn ở dưới cái hang này này. Đó, ở dưới này này có một ít than nhưng mà mình lấy chưa hết đâu. Giờ mình sẽ cùng các bạn lấy thêm đi để có gì mình còn nung nữa các bạn ơi. Ok, lấy ra. Đó, ở đây có sắt này. Và cái cúp của mình chưa có dầm chầm hỏng các bạn ơi, đào nó sẽ rất là mau hơn ấy. Cho nên sắp tới mình sẽ gán tìm thêm kim cương rồi chúng ta ép một cây cúp mới nha. Rồi. Cái này hang cụm rồi, nhưng mà có than nè các bạn. Tạm thời chắc mình chưa cần lấy đâu. Giờ thử lên đây coi. Ở đây lại là một cái hang khác này. Nó dẫn tới một cái hang khác. Creeper hả? Giờ mình có cây kiếm đánh bạc lùi các bạn, cho nên không cần phải sợ Creeper đâu các bạn ơi. Này thì Creeper hả? Creeper yeah. Ok, đi tiếp thôi. Wow, cái hang này cũng khá là rộng này. Sao cái hang này nhiều Creeper nhờ. Wow. Rồi ok, giờ mình sẽ lấy số sắt này nha. Ở đây có một cái hồ lava này các bạn ơi. Giờ mình sẽ đổ lava xuống. Đổ nước xuống. Đó. Ở đây là thằng mấy rồi. Cái này mới là tầng 40 mấy các bạn ơi. Nhưng giờ mình sẽ tìm một cái chỗ khác đi. Chỗ này hơi cao các bạn ơi. Bây giờ mình vừa tìm được một cái hang rất là rộng luôn các bạn ơi. Nó dẫn tới nhiều mấy hang nhỏ khác ấy. Nãy giờ mình đi thấu đều muốn bị lạc luôn các bạn à. Ok, giờ mình sẽ lấy hết chỗ sắt này nha. Ở đây thì có rất là nhiều sắt luôn các bạn ơi. Và các bạn nào muốn tìm nhiều sắt ấy thì đừng quên vào mấy cái hang nha. Tại vì ở dưới hang sẽ có rất là nhiều sắt cho các bạn đào luôn, cũng như là than ấy. Ok, bây giờ mình sẽ qua hướng bên này nè. Đó, nó dẫn qua hai ba đường nè các bạn. Giờ mình sẽ đi từng đường thôi nha. Ở đây có sắt này. Đấy, cây cúp của mình là cái cúp mềm mại các bạn ơi, nhưng mà không có dòng chầm hỏng ấy. Đập nãy giờ nó cũng muốn hư rồi. Chắc tí nữa mình sẽ quay về rồi làm một cây cúp mới luôn các bạn ơi. Cái này còn 200 mấy độ bền thôi, cho nên mình cần phải lưu ý khi đào ấy, để không thôi mất cái dòng chầm hỏng này cũng hơi tiếc ấy các bạn. Ở đây có sắt nữa này.
nó spawn hai bên khá là nhiều ấy các bạn ơi, như là ở phía trên nữa ấy. Ok, giờ mình sẽ lấy sắt ở bên đây. Wow, nhiều ghê chưa. Rồi, lấy ra hết luôn. Cái này không cần đốt đâu, để tiết kiệm đốt các bạn. Tại vì cái cúp mình đào không có gơi ra than ấy, chỉ gơi ra cái quặng luôn các bạn ơi. Nó dẫn xuống xuống ở dưới luôn này. Được ấy, được ấy. Mấy cái hang nào mà càng sâu thì mình càng thích các bạn ơi, để mình có thể dễ dàng tìm được kim cương ấy. Rồi. Nó lại tròn mình rồi, nó dẫn mình tới tầng ba mấy rồi, nó lại thành hang cục các bạn. Mình vừa nghe tiếng rơi các bạn ơi. Đó. Gần lắm. Xung quanh đây nè các bạn. Nó dẫn qua cái đường cũ. Tưởng thế nào. Ok, giờ mình sẽ tìm một cái hướng khác coi. Hình như hướng bên kia mình chưa đi thì phải. Giờ mình sẽ thử đi về hướng bên đó nha các bạn. Trên đây có quá trời than này. Sắt. Được. Tại vì sắp tới mình có làm mấy cái hệ thống cần hopper ấy các bạn, cho nên sắt thì rất cần thiết cho mình trong thời điểm này luôn. Đấy, cho nên bây giờ mình gặp bao nhiêu sắt thì mình lấy hết nha. Ở phía trên là bò hay con gì đang đi ở trên các bạn. Đó, mình nghe tiếng nó đây. Wow, tính ra cái hang này cũng không có sâu lắm đâu các bạn ơi, tại vì mình có thể nghe tiếng động vật ở phía trên đây. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục đi xuống dưới thôi. Ui da, trời ơi. lâu ngẫu hứng nhảy phát mà mất máu quá trời luôn. Ok, bây giờ sẽ qua đây coi. Mấy cái này giống như cái hang đúng không ơi, nó cứ thông với nhau à. Mình đi, mình muốn đi xuống sâu hơn ấy, nhưng mà nãy giờ tìm không ra đường các bạn à. Ok, giờ mình sẽ lấy hết số sắt ở đây cái đã. Đó, ở đây quá trời sắt luôn, tha hồ mà đào các bạn ơi. Rồi, ở đây còn nữa này. Wow. Để mình qua đây coi. Tắt nước đi, mình rất là khó chịu khi gặp nước ở trong hang các bạn ơi, tại vì mình đi rất là chậm luôn. Ở đây vẫn còn đường này. Bên đây còn tối này, mình sẽ đi tới chỗ nào mà chưa cắm đuốc ấy các bạn. Mình vừa tìm được một cái hang mới cũng rất là bự nè các bạn. Wow, ở đây nó rộng ghê chưa. Nhưng mà mình thấy ở đây còn khá là thấp các bạn ơi, mới tầng có hai mấy à. Mình cần xuống chỗ sâu hơn để tìm kim cương ấy, với lại cây. Ui, hang nhện, ghê quá. Mình lại không thích nhện nữa chứ. Thôi kệ đi, ít nhất mình cũng có chỗ để farm tơ nhện các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ chụp hình ở chỗ này ấy, để có gì mình quay lại rồi mình farm tơ nhện nha. Wow, được thuốc súng này, được thẻ tên, mình cần thẻ tên để đặt tên đấy các bạn ơi. Mấy cái này thì không cần đâu. Được xương gì thì về để bón phân đấy các bạn. Đĩa nhạc, đĩa nhạc này mình không lấy đâu, ghê lắm các bạn ơi. Mình chỉ lấy cái bánh mì cũng như là hạt củ dền mình cũng có rồi nha bạn. Wow, tạm thời mình sẽ phong ấn cái chỗ này lại nha. Rồi, ok, cũng được ấy. Giờ mình sẽ lắp lại luôn. Rồi, chừng một đường đi vô thôi các bạn. Wow, không ngờ đi trong hang này lại tình cờ gặp được chỗ spawner của con nhện này. Mà chắc bây giờ mình sẽ làm một cây một cây cúp đá đi các bạn ơi. Bây giờ trở lại thời kỳ đồ đá luôn rồi. Cúp đá mình còn không làm được đây này, mình đâu có cái đá củi đâu. Giờ mình sẽ làm một cây cúp gỗ các bạn ơi để đập đá ra nha. Ôi, chơi tới bây giờ mà còn phải làm đồ đá này. Ok, giờ mình sẽ làm một cây cúp đá nha. Đấy, rồi mình sẽ có nên làm một cái lò để nấu sắt không nha. Ok, chắc mình làm một cái lò mình nấu sắt lên nha các bạn. Rồi, giờ làm một cái lò thôi. Than thì mình cần phải tự đào ra nữa chứ. Bây giờ gần giống như mình bắt đầu lại từ đầu các bạn ơi. Mà thôi kệ đi, cố lên các bạn ơi. Đấy, hôm nay mình quên đem theo vật liệu để chế tạo đồ mới thôi, chứ nó không mà mình cũng làm đồ mới à. Đấy, lâu trở lại thời điểm ban đầu các bạn, nhìn cũng vui ấy. Cứ như mình xài mấy đồ không có xịn sò ấy. Đấy, cứ vậy mà mình sống qua ngày thôi. Rồi, giờ mình sẽ đào thêm một ít đá này, than đá các bạn. Có sắt luôn. Cái cúp đá đào sắt rất là lâu luôn cái bên này. Đấy, một cái quặng mà mình đào được cái buổi trời đấy. Gặp cái cúp kim cương mình là dù luôn. Đó. Mà không sao đâu, tại vì nhờ mấy cái dụng cụ đầu tiên ấy thì mình mới có được kim cương ấy. Đó. Cũng như mới bắt đầu thì mình sẽ làm một cái bộ dụng cụ bằng gỗ này, sau đó mình sẽ nâng cấp lên đồ đá và từ từ mới lên được đồ kim cương ấy, chứ đâu phải mới vào là có kim cương liền được đâu các bạn. Rồi, giờ mình sẽ làm một cây cúp sắt rồi. Đấy, tiếp hơn rồi đấy. Rồi, lấy ra luôn. Được cây cúp sắt lại đi đào tiếp thôi các bạn ơi, không có ở đây để tốn thời gian dưới chỗ này đâu. Rồi, giờ mình sẽ vứt cây gì đây? Vứt cúp gỗ đi, hay cây nỏ đi. Cây nỏ không cần đâu, ở nhà mình có rồi các bạn. Giờ mình sẽ vứt cây cuốc đá luôn. Rồi mình sẽ làm một ít cây đuốc đi các bạn ơi. Mình sẽ đào than ra. Đó, cây cúp sắt thì đào cũng đỡ hơn rồi này. Nãy cầm cây cúp gỗ đào chậm cực các bạn ơi. Giờ mình sẽ làm một ít đuốc này.
Ủa mình cũng hết cái gì ta, hết que để làm đuốc luôn rồi. Hôm nay đem thiếu đồ quá các bạn à. Không sao đâu, cố lên cố lên, thì mình sẽ cắm đuốc tiết kiệm tí các bạn ơi. Cái này mình có thể dùng cúp kim cương để đào cho nhanh đấy các bạn. Đó. Cái nào mình đào không được ấy thì mình sẽ dùng gì ta, cái cúp sắt nha. Ví dụ như than hay than thì mình cần phải dùng cúp sắt để đào ấy các bạn ơi. Nhưng mà bây giờ mình cũng hết gỗ để làm đuốc luôn rồi. Không sao, cố lên cố lên. Ủa ở đây còn đường nữa này. Wow, dẫn tới hang cùng luôn. Rồi, giờ sẽ lấy sắt chỗ này nhá. Ok, cảm ơn. Như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã xây được một pho tượng của anh hùng này. Tay thì cầm kiếm nè các bạn, một tay thì cầm cái đèn lồng ấy và có áo choàng luôn. Đó, cũng như là tạo được mấy anh dân làng để bảo vệ ngôi làng của mình ấy. Sắp tới thì mình sẽ đưa mấy anh dân làng quay trở lại sống ở đây nha bạn. Và mình cũng đã làm được một cái chỗ farm thịt gà tự động ấy. Và ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem tập này của Lộc. Ở tập sau nếu các bạn muốn mình xây những gì hay chế tạo những công thức gì mới ấy, thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Bye bye.